Ở đây chúng ta có hai số và ta muốn cộng chúng lại. Số đầu tiên là 327 và nó có nghĩa là 300. Ta có 3 nằm ở hàng trăm. Bạn có thể thấy nó ở đây. Bạn thấy đây là 300. Mỗi ô vuông lớn này có 100 ô vuông nhỏ bên trong. Vậy ba ô lớn sẽ là 300. Và chúng ta có 20. 20, số 2 nằm ở hàng chục. Vậy đây là 20. Và ta có 7 đơn vị. Số 7 nằm ở hàng đơn vị. Số 7 nằm ở hàng đơn vị. Và ở đây là 7 đơn vị. 7 đơn vị ở ngay đây. Bây giờ đây là 300, 20 và 7 đơn vị, hoặc là 327. Và ta muốn cộng nó cho 251. Hoặc nói theo cách khác là ta muốn cộng 200. Bởi vì số 2 nằm ở hàng trăm. 200, 100, 200. 50 là 50. Ta có số 5 ở hàng chục. 5, mình sẽ viết bằng màu giống như vậy. 50 ở ngay đây. Một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục. Và cuối cùng ta có một ở hàng đơn vị. Nó có nghĩa là một đơn vị. Ta có thể thấy nó ở đây. Đây là một đơn vị. Bây giờ hãy tạm dừng video lại và xem thử xem bạn có thể cộng hai số lại với nhau không nhé. Được rồi, bây giờ hãy làm cùng nhau thực hiện nào. Ta có 7 đơn vị. Và ta sẽ cộng thêm một đơn vị. Vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? 7 đơn vị cộng một đơn vị sẽ bằng 8 đơn vị. Ta có thể thấy ở đây 7, sau đó ta có 8 đơn vị. Vậy là 8 đơn vị, 7 cộng 1 là 8. Bây giờ hãy xem xét hàng chục nào. Ta có 20 và ta sẽ cộng thêm 50 nữa. Ta cộng chúng lại với nhau. Ta sẽ có 70. 20 cộng 50 ta sẽ được 70. Và cuối cùng nếu ta có 300 và ta muốn cộng thêm 200 nữa thì ta sẽ được bao nhiêu trăm? Ta sẽ được 500. Ta có thể thấy năm nhóm 100 ở đây. Và ta sẽ ghi năm vào vị trí hàng trăm. Vậy 327 cộng 251 bằng 578. 570 và 8 đơn vị.